Gia Bùm Chéo, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan Gia Bùm Chéo, Oan Gia Bùm Chéo, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan Gia Bùm Chéo, Oan Gia Bùm Chéo, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan Gia, trời ơi Oan Gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan Gia, trời ơi là Oan Gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ôi trời ơi, mẹ xin lỗi thằng bé thần kinh của mẹ. Uống cái bộ con á, thiệt á, con ra con ăn nói cho nó gãy gọn đi, con lớn rồi, có vợ rồi mà lúc nào cũng như con nít vậy đó à. Dạ. Mà sao bây giờ... cuối cùng giờ mẹ có thấy cái quần không? Không, mẹ đâu có biết cái quần của con để đâu. Con hỏi thử coi, con có lấy của anh mặc? Có lấy của anh không? Em lấy quần anh chị. Ai biết được, lỡ như em không có quần mặc, em lấy quần anh mặc sao? Đừng có vô duyên à. Mẹ à, thiệt. Thần anh Hải gì vậy con? Cái quần này phải của anh không? Trời ơi, quần này gì vậy? Ờ đúng rồi, cái quần này của anh nè. Anh có rồi nè. Anh nha, anh làm ơn anh dẹp mấy cái trò bẩn thỉu đi nha. Mẹ coi đó, ngày nào cũng vậy á, ổng đợi hả con đi á, cái ổng nhét đồ ổng vô trong cái thùng đồ dơ của con để cho con giặt cái ổng đó. Trời đất ơi, sao con tiểu nhân vậy? Đâu phải mẹ, nhiều khi á, tại vì con tưởng cái đồ dơ đó đó là cái của con mới bỏ lộn vô chỗ đó. Lộn gì mà lộn, ngày nào anh cũng lộn hết trơn á. Ủa vậy hả, ngày nào cũng lộn luôn á hả? Cái thùng đồ của con, cái thùng đồ của nó khác màu nhau mà. Thì tại để gần giống cho nên bỏ vô lộn thay. Dạ. Rồi, con thần kinh mà khôn quá, thần kinh có chọn lựa, chắc lọc á. Dạ. Quần gì mà chua như giấm như cái trời. Là con chưa giặt luôn á hả? Con giặt rồi mà vẫn còn chua đó mẹ. Trời ơi. Không có gì đâu, cái quần nó chua thì sao kệ nó đi, nhiều khi mồ hôi đổ ra thôi. Nhưng mà cái này mới là quan trọng nè. Con làm như cái quần này nó mắc tiền lắm vậy đó. Dục đi. Không sao dục, không có được. Dục muốn cái khác cũng được, nhưng mà cái này mới là quan trọng hơn. Nè. Ê trời đất ơi, ai thấy ghê quá vậy? Ủa? Con chụp cái con vật gì vậy? Con vật nào mẹ? Đây nè. Này con người mà. Hả? Ủa, mày tả ai vậy? Con người hả? Dạ. Cái trời đất ơi, mẹ tưởng là con khỉ mặc đồ người không à. Đâu ra con người của người ta mà mẹ. Mày tả ai thấy ghê quá vậy? Mặt nhìn mắc cười ghê á. Hả? Thầy Tâm. Có thầy giao. Thiệt mà, chính miệng Tùng nó nói mà. Tôi không ngờ luôn á, là thằng đó lại là thầy của thằng Tùng. Bây giờ anh tính làm sao? Ai biết đâu, giờ tao rối quá đây nè. Anh phải nghĩ đi chứ. Anh, cái gì? Bây giờ không ấy, mình gặp nó nói chuyện luôn ha. Chuyện gì? Mình gặp nó mình hỏi, ê mày có cắm sừng anh tao không? Mày bị điên hả? Mình có bằng chứng gì đâu mà nói bậy bạ đấm vô mặt mày á. Có sao không? Cái gì? Hình nè. Mày bị khùng hả? Có tấm hình chân dung thì thôi mà mày nói người ta là cắm sừng. Nói với mày là chắc ai mà chụp hình chân dung là cắm sừng anh mày hết. Thì đó, kệ nó đi. Kệ gì? Có mày nữa đó, có mày trong đó đó. Làm gì có em? Chứ sao? Ý anh nói là em có cái tấm hình là em cắm sừng anh đó hả? Ừ. Anh khùng quá anh ơi, em đang giúp anh mà. Thì biết là vậy. Nhưng mà bây giờ á, bây giờ mình biết mặt nó rồi, cứ để anh tính được chưa? Hiểu không? À còn chuyện này nè, cái chuyện mà anh biến thành con trâu á, cả nhà có ai biết không? Anh cứ lo cái chuyện mà biến thành con trâu của anh đi. Ừ. Còn có chuyện mà giữ kín là do em. Anh hiểu không? Đúng vậy, mày phải giữ kín giùm anh, hiểu dạ. Chưa? Thì nhà thì chỉ có mẹ nè, Kim Anh với Tùng nó biết thôi. Thì vậy sao mày la mày nói giữ kín? Thì người trong nhà thì biết, người ngoài ta đâu biết đâu. Anh nói gì? Mày đi vừa thôi. Rồi cuối cùng mẹ với mọi người phản ứng sao? Em nói ra anh sẽ không ngờ tới. Cái này là cái con người, mọi người biết không? Anh Hưng nó đang bị người đàn ông này cắm sừng nè. Cái gì? Ừ? Trời đất ơi, con là cái đồ ác tâm đó nghe. Mẹ nói thiệt luôn á, con thần kinh nhưng mà thần kinh rất là kinh tởm. Mẹ nói thiệt với con, một cái chuyện như vậy mà con đơm đặt lên được hà. Trời ơi, thằng Hưng nó là anh ruột của con đó nghe. Con đừng làm cái kiểu như vậy, mẹ sốc dữ lắm đó. Mẹ. Anh á, anh đúng là bất nhân bất nghĩa luôn á. Ê. Anh Hưng là anh ruột của anh, mà anh dám trù là cho người ta cắm sừng anh Hưng. Trời đất ơi, nè em giái trời ha. Bữa nào chị Liên chấm sừng anh đi cho anh vừa. Ê không được nói như vậy nha, nha Kim Anh nha. Đúng rồi, nó nói đúng đó, hôm nay em ủng hộ nó đó. Anh trù thì anh trù có tâm một chút, anh trù gì anh trù không có tâm gì vậy? Anh đúng. Nghĩ sao vậy? Thầy Tâm nè, xấu khủng khiếp như vậy mà nghĩ sao chuyện học mê? Làm sao có chuyện đó? Mê là thí dụ mê hot boy này nọ đi, nghĩ sao vậy? Đó. Anh là một con người lòng dạ hẹp hòi, lòng lan dạ thú. Trời đất ơi. Đó anh thấy chưa? Chỉ vì giúp anh mà mọi người chửi em không ra con người luôn. Thôi anh xin lỗi chú. Anh biết là chú muốn giúp anh. Nhưng mà nghe anh nói nè, gán giúp anh thêm một chuyện nữa được không? Trời ơi thì cứ giúp hoài luôn, giúp khỉ luôn á. Giúp được không? Chuyện gì nữa? Bây giờ vậy nè, mày phải đi vô đăng ký lớp học diễn xuất liền. Học cái gì? Học diễn xuất. Ê sao được? Chết rồi, trời ơi. Chết rồi, bây giờ sắp hết thời hạn tới nơi rồi mà chưa tìm ra được tài xế nên phải làm sao đây? Em biết rồi. Trời rồi, còn mấy đứa học viên bạn của Tùng nữa, sao tới giờ này chưa tới? Em đâu có biết. Bây giờ em ngồi đây không giúp được gì cho chị luôn hả? Thì em đang suy nghĩ nè. Em suy nghĩ nhanh đi, chị rối quá rồi nè. Em thấy đâu có cái gì đâu mà rối, chị phải bình tĩnh. Bình tĩnh mình mới giải quyết được tất cả mọi chuyện, chị hiểu không? Bây giờ sao ta? Trời ơi, hết hồn cái gì? Em mới suy nghĩ ra được một cách rất là hay. Mình thi tuyển tài xế đi chị, tổ chức một cuộc thi đàng hoàng. Cái gì vậy? Hồi đó giờ chị chưa bao giờ cuộc thi tuyển tài xế, chị chưa nghe luôn á. Thì bây giờ chị nghe nè, bây giờ mình làm nè. Thay vì tuyển người mẫu hoa hậu rồi đó, mình tuyển tài xế, ai cao to đẹp trai gì được vô nhà mình làm. Không có được. Anh Hưng anh biết anh cạo đầu chị chết. Sao khó quá vậy? Cái này cũng được, cái kia cũng được, đăng báo thì cũng không xong, rồi đưa tin cũng không được, rồi nhờ người thân người này người nọ người ta giới thiệu, anh chị cũng không có, rồi bây giờ trời ơi cái gì vậy Liên? Chị muốn rớt tim ra ngoài với em luôn đó. Em mừng quá, em mừng quá. Có cách rồi, bây giờ hay làm, chị đi học lái xe đi, về làm tài xế cho ổng luôn. Trời, tào lao quá bà ơi. Sao vậy? Em có cái nào hay hơn nữa không? Thì em thấy vậy là ổn rồi. Khó quá à. Giờ làm sao đây? Để em chị. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Chào anh. Dạ chào. Dạ xin lỗi anh, rối quá. Dạ. Anh là ai vậy? Anh tới đây làm gì? Dạ em tới đây để tuyển tài xế đó chị. Anh tuyển tài xế hả? Dạ. Anh có nghĩa là anh tới đây casting đúng không? Casting là gì chị? Casting có nghĩa là tuyển đó. Mà mình dùng cái chữ casting cho nó sang trọng. Nói chung là em tới đây để em xin việc. Dạ em xin việc. Dạ em xin việc. Xin việc, trời ơi y chang luôn. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi vậy gì mà kêu ôm sùm vậy? Ngọc ơi, đùa vậy hả? Oan gia bùm chéo, oan gia bùm chéo, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia bùm chéo, oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia.